chứ review gì, cái từ review nghĩa của nó lớn lắm, lớn lắm. Review là người ta đo đạc thông số rồi các cái gọi là gì, các cái công cụ à, các cái công cụ rồi chuyên nghiệp người ta đo đạc rồi người ta mới ra gọi là review cái xe nha. Chứ còn mình mà ngồi đó mình chạy, mình là người sử dụng thôi thì review thì lấy gì review. Mình thì gọi mỗi người mỗi khác, anh lấy cái tư cách gì, anh lấy quan điểm gì, anh đứng trên một cái quan điểm gì, anh gọi là review cái xe. Review là nó gọi là gì, cái nghĩa của nó tiếng Anh hay dùng một cách vô tội vạ, review có nghĩa là mình đánh giá, kêu là đánh giá cái sản phẩm. Review đúng là đánh giá, thì tua lại tua ngược lại rồi mình nhận xét đánh giá một cái sản phẩm. Nhưng mà có những cái review của những anh em thì chân đất mặt tét như mình thì gọi là cái gì, cảm nhận cho vui thôi. Anh có thích không, anh khoái không, hay còn nghe từ review nghe ớn á, nghe thấy nặng nề đau to búa lớn mà nó không có đúng. Nghĩa là cho cảm nhận của một người bao nhiêu tuổi, rồi tính tình nhiêu, rồi cái tính tình đó, cái tính tình sốc nổi hay là trầm lặng hay là nào, cái đó gọi là cho một cái gọi là mình đưa cho người ta cái thước đánh giá trước là đó, tôi là người như vậy á, và tôi nhìn cái xe với như vậy. Để chi các bạn, để những người khác á, ngàn người ngàn ý mà, trăm người trăm ý mà, người ta nhìn vào cái ông này dùng cái thước là tuổi tác nè, chiều cao cân nặng nè, sở thích nè, rồi cái tính tình, ông đánh giá cái xe này với cái thời gian, khoảng thời gian là 3 năm 4 năm ông đi thì ông ra cái cảm nhận như này. Còn mình như nào, mình ghép luôn tính mình nó như này, mình bao nhiêu đây tuổi anh kia thì mới có cái nhìn nó gọi là sát với cái xe ha. Chứ còn nhiều người thì tính tình không có đúng mình, tính tình nhiều người thì lại là gọi là gì, nam tính quá nhiều, bạn 20 mấy tuổi đúng không, tính tình thì người ta nhìn cái xe cái khác, người ta cảm nhận cái xe một cách khác. Nên là mình xem mình nói cái xe đó cũng mạnh quá, khiếp quá, khủng khiếp quá, hay quá, nhưng mà đến khi mình có điều kiện mình lên mình chạy, mình trải nghiệm thời gian, mình nói trời tưởng gì xe này mà hả, đúng không? Nên là khi chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái cảm nhận đó, thì mình cũng lưu ý đến cái chuyện là mình cho cảm nhận thôi, và cái thước đo của mình là những cái này rồi các bạn so vào cái thước đo của mình nó để vào cảm nhận của chiếc xe. Bởi vì cái xe là một cái vật thể thứ ba, gọi là gì, cái gì, đối tượng thứ ba. Đối tượng đầu tiên là gì, là mình. Đối tượng thứ hai là khán giả xem, và đối tượng thứ ba là cái xe. Nhưng mà mình nghĩ lại nha, ví dụ đối tượng đầu là mình, đối tượng thứ hai là cái xe, và đối tượng thứ ba là cái người khán giả, người ta xem vào cái kênh của mình đó. Thì người ta sẽ so sánh, cái khán giả ta so sánh với lại cái người đánh giá ha, để xem là cái con mắt của người đánh giá nó có giống như mình không, thì mình mới xem cái đối tượng thứ ba xem nó như nào, nó phù hợp với mình hay là nó hay không, nó như thế nào, nó cảm nhận chia sẻ thế nào ha. Chứ nhiều khi mà nhiều bạn cứ coi ha, nhiều lắm, biết rất nhiều nhưng mà kinh nghiệm trải nghiệm bản thân không có, và những kinh nghiệm thực tế không có, mà toàn là những cái kinh nghiệm của rất nhiều người mà cái tính tình của người ta nó khác, cái quan điểm người ta khác, cái cách nhìn một chiếc xe khác, cách nhìn thế giới khác, đúng không? Rồi mình lấy cái tư tưởng đó mình áp vào đầu mình, thế là mình cuối cùng là nói thì những bạn đã nói hay lắm, nói khiếp lắm, nhưng mà thực ra là của người ta không à, nhưng có của mình. Nên là nếu mình làm một clip á, mà mình chia sẻ những cảm nhận á, thì mình mong muốn là cái người mà tiếp nhận cái thông tin của mình là người ta biết cái thông tin đó trên quan điểm gì, và để người ta biết một cách chính xác nhất, phải không? Ví dụ như là một người, người ta tính tình thanh niên, người ta xem kênh của mình rồi bảo cái ông già này, ông nói thôi da giảm trừ bớt chút xíu đi, ông nổ quá, đúng không? Hoặc là một ông già 60 tuổi đi, ông coi ông cũng khoái mô tô rồi, ông nhìn rồi ông nói cái cậu này 50 tuổi, mình 50, cái cậu này cậu khỏe quá này, cậu trẻ này, cậu như vậy thôi chứ tôi già sao mà tôi gác nổi, không?
Nhưng mà nếu mà như mình á, mình mà không nói tuổi tác, không nói những cả những cái thể chất, không nói quan điểm của mình, mình ảo cái xe này nó nhẹ hều, chạy dễ ẹt cái gói gì đâu, cái này chạy ra ngoài đường ầm ầm, tôi đi hàng ngày, công việc hàng ngày chuyện bình thường, thấy không? Nhưng cái ông già đó, ông nhìn vào nó, ồ cái xe nó nhẹ lắm nha, ông đi ông nghĩ là ồ cái xe này chạy rất là dễ, vác ra ngoài đường chạy dễ, thấy không? Thì mình không nói cái chuyện là ông đi mua, đúng không? Mà đi mua thì ông sẽ tính này kia, nhưng mà cái kiến thức của ông bà đầu của ông không sai, không sai, và ông sẽ nghĩ vậy, và cuối cùng đi nói chuyện với những người khác là ông già 60 này nè, ông nói người khác là cái xe dễ ẹp là gì đâu, không? Thì đó là cái ông lấy cái suy nghĩ của mình, ông đi ra một câu chuyện mà câu chuyện nó không đúng. Rồi tào lao ba sáp ba sàm với cái GoPro 6 mới mua quay trong cái điều kiện nó hơi thiếu ánh sáng nha các bạn, mặc dù giờ là 7 giờ đó, nhưng mà dưới hầm nó ngoài trời nó sáng như kia kìa, trong này là đèn neon, nên là mình test thử, test cái âm thanh của nó, nhưng mà âm thanh của nó dở lắm, mình phải dùng cái điện thoại bên ngoài để mình thâu. Rồi các bạn thấy cái xe mình đẹp không? Mình còn mê nữa chứ. Nhưng mà quay bằng cái GoPro này nha, mình phát hiện nha, quay bằng GoPro này nó không có, nó méo ảnh dữ lắm. Nên là thay đổi cái vị trí rồi các bạn sẽ nhìn thấy cái đầu đèn nó bự bà cố nếu mà coi trong hình. Nhưng mà ngoài đời nhìn cái con mắt bình thường á, nó hài hòa lắm. Mình không phải mình chê, nhưng mà mình chỉ ghét cái là nhiều khi đưa vào xem cái trong cái quay bằng các cái thiết bị á, mà nó có cái độ cong ảnh á, nhìn nó không có giống, mà nó không đẹp. Nhiều cái xe quay lên không đẹp, nhiều xe quay lên đẹp nhưng mà khi ra ngoài nhìn không đẹp đó. Nên là chia sẻ với các bạn là hôm nay mua cái GoPro 6 để đi quay thiên nhiên, chứ không phải là để mà gọi là quay xe hay là khoe xe nó đẹp thế nào, nó không quay được. Bởi vì khi mà dùng cái GoPro mà đưa vào, đứng ở trên cái vị trí là đưa đang gắn ở trên cằm mà đứng như này, nhìn cái đầu nó bự chà bá luôn, nhìn bự nhỏ xíu á, không đúng số quắc à, nhìn ngoắt người thường mới đẹp. Rồi rồi nha.